Lê Vi Ký, chương 21. Luật lệ áp dụng cho các thầy tế lễ. Chúa phán dạy Môi-se: Con nói với các thầy tế lễ là các con trai của A-rôn và bảo họ rằng: Thầy tế lễ không được để mình bị ô uế vì người chết trong dân chúng, ngoại trừ trường hợp người chết là thân nhân gần như cha mẹ, con trai, con gái, anh em ruột hay chị em ruột còn độc thân và sống dựa vào thầy tế lễ vì chưa có chồng. Thầy tế lễ có thể vì người này mà bị ô uế, nhưng các thầy tế lễ không được để cho mình bị ô uế vì những quan hệ thông gia trong dân chúng. Các thầy tế lễ không được cạo đầu, cạo mép râu hay cắt thịt mình. Họ phải thánh cho Đức Chúa Trời của họ và không được xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời, vì họ là người dâng các tế lễ bằng lửa và dâng bánh cho Chúa, Đức Chúa Trời của họ, nên họ phải thánh. Họ không được cưới đàn bà bị ô uế vì mãi dâm hay bị chồng ly dị, vì các thầy tế lễ phải thánh cho Đức Chúa Trời của họ. Các ngươi phải coi các thầy tế lễ là thánh, vì họ dâng của lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy kể họ là thánh, vì ta, Chúa, là thánh và là đấng thánh hóa các ngươi. Nếu con gái của thầy tế lễ tự làm mình ô uế vì làm gái mãi râm là làm sỉ nhục cha mình và phải bị thiêu trong lửa. Thầy tế lễ là người được tôn trọng trong vòng các anh em mình, vì đã được đổ dầu thụ phong lên đầu, đã được tấn phong để mặc bộ áo lễ thánh, nên không được để đầu bù tóc rối và không được xé áo xuống mình. Thầy tế lễ không được vào nơi có xác chết, không được để cho mình bị ô uế vì người chết, dù người đó là cha hay mẹ mình, cũng không được rời nơi thánh hay xúc phạm nơi thánh của Đức Chúa Trời mình, vì người đã được sức dầu để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Ta là Chúa. Ngươi phải cưới gái đồng trinh làm vợ, không được cưới đàn bà quá, đàn bà ly rị hay đàn bà bị ô uế về mãi dâm, nhưng phải cưới một gái đồng trinh từ trong dân mình, để khỏi phàm tục hóa con cháu mình giữa nhân dân. Ta là Chúa, đấng thánh hóa người. Chúa phán dạy Môi-se: Con nói với A-rôn, trong các con cháu người thuộc mọi thế hệ trong tương lai, không một ai có khuyết tật được phép đến gần dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Không ai có một trong các khuyết tật sau đây được phép đến gần: mù lòa, què quặt, mặt mày biến dạng, hay tay chân quá dài, chân tay có tật, gù lưng, lùn tịt, mắt có tật, lở loét, có lát, hòn nang dập. Trong số các con cháu của thầy tế lễ A-rôn, ai có bất kỳ khuyết tật nào cũng không được đến gần dùng lửa dâng các lễ vật cho Chúa. Vì khuyết tật, người đó không được đến gần dùng lửa dâng các lễ vật cho Chúa. Vì khuyết tật, người đó không được đến gần để dâng bánh cho Đức Chúa Trời. Người đó được phép ăn bánh dâng cho Đức Chúa Trời, kể cả vật trị thánh và vật thánh, nhưng vì có khuyết tật, người ấy không được phép đến gần bức màn hay bàn thờ mà xúc phạm đến nơi thánh ta. Ta là Chúa, đấng thánh hóa họ. Vậy Môi-se thuật các lời này lại cho A-rôn, các con trai người và cho toàn dân Israel.